mến chào cô bác. Hôm nay Thiện tới đây quay phim Ngôi nhà của chị Thị Lợi. Thì hôm nay ngôi nhà của chị cũng được cất xong rồi. Tới đây chúc mừng cho chị có được cái mái nhà mới rất là đẹp. Mời cô bác con vào trong nha. Dạ, chào chị. Hôm nay ngôi nhà chị được cất lại xong rồi đó. Em cũng tới đây quay phim chúc mừng gia đình nha. Thì giờ đây có cái ngôi nhà mới ở rồi đó, thì cũng mừng cho chị. Thì nhà cửa con cái cũng đông mà không có chồng lo nữa đó. Thì một mình chị đi bán vé số lo cho con, thấy cũng cực khổ. Thì em cũng có thay mặt chị Yến gửi tặng 1.100 đô la. Cô C 500 đô la thì em làm cái nhà trái hết 9 triệu. Còn lại cái 2 triệu rưỡi đó là em làm cái nhà vệ sinh. Chị là xây cái bệ mình để mình đi cầu á, rồi dùng cái tôn cái thiết cũ á, thì mấy anh em thợ cũng làm giùm chị. Ở đây ông Quang thì hôm trước có gửi về 1.000 đô á, thì em đã sử dụng hết 12 triệu để làm cho nhà cô Thị So. Thì còn 11 triệu đó em lót gạch cho chị. Cái này là 5 triệu cộng với mua cái tủ này 4.3 triệu. Thì còn lại cái số tiền mua cho chị hai cái bộ giường ngủ á là nó 2.8 triệu nữa. Thì coi như là em đã cái số tiền này nó cũng vượt qua 600.000. Thì chị có cái lời gì muốn nói cũng như là cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ chị đó. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân mà đã giúp đỡ cho số tiền mua đồ mua đạc để dành đầy đủ trong nhà hết, thì giúp đỡ cho có ngôi nhà ở. Thì số tiền đã gửi quân thời gian rồi đó, thì để xây sở đồ những lúc khó khăn. Thì cảm ơn các chị Mạnh Thường Quân với các cô chú cô bác đồ bên nước ngoài đó. Rồi với Thiện mới nói tên của các chú hồi nãy nhớ. Thì cảm ơn chú hồi nãy đã gửi cho số tiền mua đồ là cảm ơn nhiều. Cái nhà này xong chị thấy hài lòng không? Hài lòng. Thấy đẹp không chị? Đẹp. Nhiều người khen ha. Nhiều người khen. Thì mừng cho chị có nhà cửa đàng hoàng ở, với lại có thêm một số tiền để chị lo cho con cái cũng như trang trải trong cuộc sống. Thì có cơ hội cho mấy đứa nhỏ nó đi học. Đây chú cũng có thay mặt cô Hương hay gửi quà cho mấy đứa nhỏ nè, bánh nè con. Thì ở đây chú Bính ở Đức á có gửi cho chị 100 euro nữa với chị Thương Nguyễn 100 đô la. Thì tí xíu em gửi cho chị cái phần đó ha. Còn cái phần điện này á là được một người anh ở Úc tài trợ 25 ngôi nhà. Thì ngôi nhà này là ngôi nhà thứ tư em bắt điện cho chị. Cảm ơn anh. Lấy nữa cô An nè. Không có lấy tên. Cô An hồi nãy nè. Cảm ơn anh là Đức hỗ trợ cho điện rồi. Để đi con, hồi chia nhau ăn. Hồi chia nhau ăn, đừng có dành nha. Rồi mấy đứa nhỏ xích ra ngoài chơi đi con, đem bánh ra ngoài luôn đi. Đem bánh ra ngoài đi để cho chú quay phim tí nha. Đem bánh ra ngoài luôn đi. Dẫn ăn ra ngoài đi con. Anh ra ngoài ăn đi. Này đi ra ngoài ăn đi. Rồi con lần sau là con đó một chút. Con là năm sau học lại lớp mấy? Dạ con học lớp 6. Lớp 6. Trước đây là con học lớp 6 rồi ha. Rồi có dự định là học ở trường nào không hả? Trường cũ. Rồi hổng dài con đi làm lục bình gì đó. Dạ,
Bây giờ nghỉ rồi hả? Chưa, con xin nghỉ một ngày thôi. Xin nghỉ ngày, bữa nay để quay phim ha. Con làm gì người ta trả con ngày gì? Trả ngày 80.000. 80.000, không ra làm được bao nhiêu bữa rồi? Hai tuần. Cũng đủ tiền mua tập sách rồi. Nhưng mà làm đó có cực không? Cũng không cực gì mấy. À, làm công việc đó sao đem một mình ra phơi hả? Dạ, đem một mình ra phơi. Rồi chị hôm ngày cũng ở nhà, không có đi bán vé số hả chị? Bữa nay nữa là 2 ngày. Mắc mối không? Không mắc tâm. Thấy nhà bởi vì mình không có ai rồi kiếm người cũng hơi khó khăn á. Thì thấy nhà mới quá, nấu cơm thì tôi thì nấu củi nhiều hơn, ít có bếp ga cũ, mà bếp ga mỗi lần bật lên thì nó bốc mùi cũng hơi sợ, thì bếp ga mua cũng lâu rồi cũng mua cái mới đi chị ơi, xài cái cũ nó nguy hiểm. Mua thì còn cái gì cũng mấy bánh bây giờ nói chung muốn xài thì cũng phải tính toán cho kỹ lưỡng. Người ta nói tại cái bếp nó bị cái quan gì đó, nếu mà mình thay cái quan nó cũng có mấy chục ngàn à, thôi tốn mấy chục ngàn mình thay đi để cho nó ai. Rồi nấu củi nhiều này anh, tới giờ tính chầm cỡ chừng vài chục tấm lá à. Rồi mình che xuống rồi để lò lại để củi lại nấu, đừng cho nó gì cũng được, tiết kiệm ga, tiết kiệm điện. Bật cái bóng này là tôi xài có 1 bóng à. Sao xài bắt 1 bóng trước này là nó sáng tới làm sao. Nghe mình đến đấy là tại chắc tại tại nhà nó sáng hay sao, bật bóng là sáng tới làm sao. Hai bộ giường ngủ ra đủ cho mấy mẹ con ngủ không? Đủ dư luôn. Dư luôn. Bộ giường này để đây vậy chứ thôi mà. Còn cái giường trong á, văng cái mùng, văng luôn tới chân luôn, rồi ra một khúc gì nè. Ai muốn ngủ trên giường ngủ thì trải một cái chiếu ở dưới gạch, ai muốn ngủ dưới gạch thì xuống ngủ. Thích ngủ dưới gạch luôn hả? Thích ngủ dưới gạch luôn. Nhà này em cũng lót gạch cho chị sạch sẽ luôn á, thì mấy mẹ con ở nó cũng thoải mái hơn. Chứ còn không có lót gạch thì đi tới đi lui nó cũng mấy đứa nhỏ nó hay bị nó đi chơi dơ á. Mình đi ra sau coi ở sau tí nha chị, đi vô trong á ha. Đi ê rớt lên kìa chú, tới đây luôn. Cực như con đó nhỏ tới lớn rồi, giờ cực nữa hả? Rồi cái giường này mấy mẹ con ngủ chung luôn ha. Thấy êm quá trời êm rồi. Giường rộng nha, ngủ ngang, giờ ba mẹ con ngủ ngang cũng đâu có đầy đâu. Rộng lên ha. Ngồi đi chị. Bây nào cắt nhà này xong ổng về không? Không về đâu. Nào mình đi về ở chung là không? Tại vì hận lắm, bỏ lúc mà mình mang bầu nặng nề đó thì quay lưng rồi bỏ đi, không chút thương tiếc gì hết trơn, bỏ đi thì nói chung là nhẫn nói là nhẫn tâm thật sự luôn. Bỏ gì bỏ con cái mà giờ mà không lo không lắng thì giao trách nhiệm, tính ra là trách nhiệm mà lo tính lo để cho người khác lo vậy là người nó không còn nghĩ như là không còn ấy nữa, không còn tính người nữa hả? Còn tính người nữa. Giờ trên cái clip này chị có muốn nhắn nhủ gì, thí dụ như ảnh nó coi rồi thì chị muốn nói là gì? Cũng nói nhiều lắm. Ta nói chút nha. À, gì nói đi. Theo mà giờ tôi
bây giờ nói là tôi nhắn gửi tới chồng tôi tên là Nguyễn Tỷ Anh, quê ở xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận. Bỏ tôi đi lúc tôi có bầu Khánh Nam này được chưa đầy 6 tháng. Lúc đó hả, tôi có té xe, bị té xe tới bầm tay bầm giò, mà con gái thứ ba chạy máu mũi hả, tựa lưa tá lá luôn. Mà có cái hả, điện đang làm điện cho hay mấy mẹ con nói anh ơi bị té xe rồi, về giờ mà quay về sửa dùng đi. Rồi lúc đó đi gần tới tới gì bệnh viện Xuyên Á, kỳ cứ ẩm nhỏ này vô rồi không lợi rồi cái đi mượn ta sửa đập cái chân ga dùng, rồi quay lại chở đi về tới nhà. Cái lúc đó là không về luôn, không về rồi công trình ấy đổi đi chỗ này chỗ kia mà không chịu, cũng có xích mít gây gỗ qua lại hiển như vài tiếng. Thì như chồng mà có cái tánh vậy, có bên ngoài thì về nhà đâu có mà nói chuyện đàng hoàng nữa đâu. Đó. Ra là bắt đầu đi cuốn gói cuốn đồ rồi đi, rồi tôi đi làm về hả, muốn xỉu lên xỉu xuống luôn, vừa bầu bì rồi thành ra đi về cũng biết làm sao, tiền cũng không biết tiền ở đâu, rồi tức tối dữ lắm luôn. Bây giờ từ đó tới giờ anh không về thăm con cái, để sau này á thì con nó không gọi thằng cha thì ta liền cũng đừng có hối hận. Tôi thì bây giờ không còn tình nghĩa gì nữa trơn á, nếu mà đi được thì cứ đi thì đi luôn, nếu mà về không bao giờ có gì. Nếu đã như vậy rồi thì mà bỏ là bỏ con, bỏ cái bỏ tôi thì tôi không nói, nhưng mà anh đã bỏ bốn đứa con này, anh quên cái trách nhiệm làm cha rồi, anh không có trách nhiệm với nó nữa. Anh tạo nó ra tới bốn đứa và anh để một mình ơn đi lo. Tôi cũng có tội gì đâu, con thì con chung, đâu phải con mình ơn tôi đâu có đi lấy trai lấy tầm bậy tầm bạ đâu, tôi đẻ đâu mà anh đối xử với tôi như vậy. Anh không có chút tình thì cũng còn chút nghĩa. Thay vì anh làm á, giờ anh làm như thế nào, có tiền hay là không có tiền cái đó không biết, thì thôi thay vì ít nhiều gì anh gửi cho tôi hàng tháng đi, 500 triệu gì tôi cũng vẫn lấy hết trơn, cho nhiêu tôi cũng lấy. Thay vì anh thay gửi cho hàng tháng đi, rồi tôi nuôi con bây giờ thời gian qua tôi bệnh hoạn rồi, giờ con lùm đùm lè đè tiền bạc anh cũng không gửi nữa. Giờ cũng may mắn đi bán vé số với con gái, giờ gặp các mạnh thường quân được giúp đỡ như vậy đó. Không thôi thì tôi sống làm sao đây. Rồi bây giờ anh ở trên đó anh sống sung sướng rồi ha, ngủ nghe mà ngon lành, anh đâu có biết là con cái ở nhà quần không quần, áo không áo, nhà cửa dột nát, có điện đài cũng không có được gì hết trơn. Rồi bây giờ có nhà cửa khang trang rồi, tôi nói giờ tôi cũng không có trông mong gì nữa chứ, ông làm gì nữa mà gánh đấy, ông làm gì nữa trời nhìn là nếu mà ông ác với các con của ông ấy, thì nữa ông cũng từ ông cũng phải chịu quả báo. Giờ nhân quả nhãn tiền đó là nhân quả, là chị trả tất thì đó, không bao giờ đợi tới kiếp sau. Thì nãy giờ em cũng có nghe cái tâm sự của chị ấy, thì em cũng không có biết là cái nội tình nó sao, nhưng kiểu nghe một phía chị kể thôi. Nhưng mà nếu mà về góc độ làm cha mà bỏ con cái gì mà để cho một mình chị người phụ nữ vậy, sự mà nói nếu mà vượt qua được thì cũng là phi thường lắm, chứ cũng không phải là đơn giản. Thì một mình mà bán vé số nuôi bốn đứa con mà nó vất vả, nó gian nan mà khó có thể vượt qua được lắm. Nhưng mà hôm nay thì cũng
được nhận được sự giúp đỡ của cô bác Mạnh Thường Quân gần xa đó, thì có được cái mái nhà cho gia đình cũng ấm cúng, thì em có trang bị cho gia đình mấy cái giường ngủ cũng như tủ rồi nhà vệ sinh phía sau, thì cũng luôn đồng hành theo sát gia đình, thì cũng có khó khăn gì đó sẽ hỗ trợ tiếp gia đình chị ha, rồi cố gắng là cho mấy đứa nhỏ nó được đi học á, để sau này nó nở cái tánh thanh của nó ha. Còn lại thì cũng hy vọng á là gia đình chị sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Được các cậu là may mắn lớn, may mắn lớn luôn. Được gặp các Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì quá là may mắn. Dạ. Rồi mấy mẹ con cũng cố gắng ha. Rồi giờ mình đi ra phía sau một tí coi cái nhà vệ sinh. Ở đây là cái khu vực bếp để nấu ăn nè, em làm cho chị ra 3 mét luôn á. Thì có nấu ăn mà bếp ga gì đó, nồi cơm điện gì đó mình để đây ha. Rồi phía sau này là cái nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh ha. Đó thì chị mua vật liệu rồi công rồi này kia để giúp chị thôi, còn lại thì mấy cái này mình tận dụng mấy cái thiết của nhà chị đó làm lại ha. Chị thấy hài lòng không? Hài lòng, vệ sinh vừa rộng rồi làm như vậy nữa. Để làm cái trái xuống dưới này nè. Rồi nấu cơm bằng bếp củi ở mép bên đây. Rồi mình có gió có khói gì nó cũng bay ra ngoài hết. Thì mình trong này là mình để nó nấu sạch sẽ hơn. Tại vì hôm xuống đây á thì cũng em cũng đã quên nói với người mấy anh em thợ là lấy cái thiết mới xuống làm cho chị thôi, thấy ở đây cũng thiết cũ còn á, mình tận dụng mình xài, thì nếu mà sau này nó có hư hao gì đó thì xuống tới đây sửa lại cho chị ha, làm lại cho chị cái để tại ấy thiết cũ vẫn còn đó. Làm vậy mình cũng đỡ phải tốn kém thêm nữa, cũng còn xài được phải không chị? Xài được. Cái thiết này cũng còn cứng nè, có mua mấy cái keo á, chám mấy cái lỗ rồi. Ở đây là chưa có cây nước phải không? Chưa. Bên này có không? Bên đó có, xài bên mẹ kéo ống vào. Xài chiền quá hả? Hả? Dạ, xài chiền quá. Không, nhưng mà chị thấy xài như vậy có thoải mái không? Chị đổi gì? Đổi gì con? Đổi bánh hả? Ăn hết rồi. Nhõng nhẽo con, để chú quay phim hả cái? Là cái nước bệnh xài qua đây im không? Cái xài có được kéo ống ra được. Ẩm em ra cho. Ẩm em ra con. Vậy đây bịt hát cho em xuống. Vậy là ba hôm nay xài được, không cần phải khăn thêm cái nữa phải không? Nếu mà cậu muốn cho thầy cũng giao cho mình cái để xài cho nó tiện. Vậy là khoan cho chị một cái ha. Tại vì em cũng nghe chị nói là có xài bên đây được đó. Rồi thành ra để cho mình bảnh truyền qua. Thì bây giờ thời gian tới khoan cho chị một cây nước ha. Con lụm cái gác này lên nè. Để đốt, đừng có bỏ như vậy. Mà vậy đi ra phía trước chị ăn, em gửi tiền cho chị. Hôm nay tới đây thăm chị, các em cũng có gửi tiền của chú Bính ở Đức á, gửi là 100 euro và chị Thư Nguyễn là 100 đô la gửi chị ha, như là 5 triệu đồng đó. Nó không tới đây mà thôi đưa cho chẳng. Đây thì chị có lời gì muốn nói với Mạnh Thường Quân để giúp đỡ chị không? Thì cảm ơn các Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho số tiền này để em cũng vượt qua lúc khó khăn. Rồi tôi cũng mà không để phụ lòng các Mạnh Thường Quân thì tôi cố gắng mà làm để mà kiếm thêm nữa, để mà cho số tiền này nó mình xoay sở đã lâu được càng lâu hơn nếu mình kiếm được. Dạ. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân thì giúp đỡ cho. Cảm ơn nhiều. Dạ. Thì chị cắt tiền cẩn thận ha, rồi để dành khi nào cần thì mình có mình sử dụng ha. Thì hôm nay tới đây quay phim thì
cũng đã quay hình những hình ảnh trong ngôi nhà cũng như là những cái lời tâm sự của chị, niềm vui cũng có cảm xúc cũng có nỗi buồn, thì cũng chúc chị cuộc sống sau này gặp nhiều may mắn hơn nha. Dạ. Thì hôm nay quay phim em cũng chúc chị luôn thật nhiều sức khỏe, chúc mấy đứa là được cấp sách tới trường hết nha. Dạ. Cảm ơn tập viện. Ở đây mua giường ngủ đó, cô ngoại cũng có gửi cho 2 thùng mì với 10 kg gạo á. Dạ, cảm ơn cô. Rồi em cũng xin phép về nha. Dạ. Rồi sau này thời gian sau thì lâu lâu thỉnh thoảng cũng ghé thăm gia đình thì coi cuộc sống của chị nó như thế nào á. Vậy cũng cảm ơn cậu đã quan tâm tới gia đình này, hỗ trợ cho thì cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho nữa thì đã quan tâm tới những gia đình nghèo như gia đình tôi, thì cũng mong các gia đình khác đã được ủng hộ quan tâm tới có nhà có cửa rồi á, cố gắng mình cố gắng làm để cho đừng phụ lòng mong mỏi của mọi người đã giúp đỡ cho mình. Chúc gia các gia đình đã được các mạnh thường quân hỗ trợ cho được nhà cũng giống như tôi, thì đã có nhà có cửa đầy đủ, thì mọi người cũng cảm ơn các mạnh thường quân nhiều lắm. Thôi em cũng xin phép về luôn nha. Chỗ này các cái nhà này có duyên nè. Có duyên mà đẹp, tôi chịu đẹp mà. Cho người ta quay ngay miệng bà ra, bà nói cho nhiều vô. Thôi, thấy cái nền đẹp. Sợ rồi hả? Cái nền thì mấy chú ông cũng làm đẹp chứ, này chịu, chịu được. Được, cái nền thì cho thiệt là chắc chắn luôn. Ông lót miếng nào ông khỏi miếng nấy trơn mà ông sao bọng ta làm lịch sự, ta làm cho mình nở chuyên cố luôn mà. Đẹp, có những nhà này đẹp, đẹp, đẹp hơn cái các đầu từ tiền khác. Rồi chú cảm ơn nha. Dạ. Đâu, lội vô chứa.